Xin chào quý vị và các bạn. Tuần tới Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, vùng núi đề phòng dông lốc sấm sét. Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn sẽ tăng cao vào đầu tuần. Ngay sáng sớm nay, tại trạm Vàm Mơn tỉnh Bến Tre, cách biển khoảng 64 km, độ mặn đã tăng lên là 3,4 g/l. Dự kiến mặn sẽ lên cao nhất là 2 ngày tới. Các chuyên gia nhận định đợt mặn này trên sông Cửu Long sẽ thấp hơn hồi đầu tháng 3, nhưng trên sông Vàm Cỏ thì độ mặn lại tăng cao hơn. Danh mặn 4 g/l sẽ vào sâu nhất trên sông Vàm Cỏ Tây từ 81 cho tới 83 km tính từ cửa biển vào đến xã Mỹ Phú, tỉnh Long An. So với trung bình nhiều năm sẽ sâu hơn khoảng từ 2 cho tới 5 km. Theo tính toán, ở Long An sẽ có hơn 700 hectare lúa đông xuân nằm ngoài kế hoạch có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Hơn 19.000 hectare lúa tại Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng khả năng cũng bị ảnh hưởng. Sở dĩ xâm nhập mặn năm nay cao hơn mọi năm vì cùng lúc hội tụ nhiều yếu tố bất lợi. Nước đầu nguồn sông Mekong về thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 10%. Nam Bộ lại đang trong đợt nóng khô kéo dài chưa từng có. Không có mưa trái mùa khiến nước bốc hơi mạnh. Không có nguồn nước rửa mặn, chiều cường dâng cao hơn so với mọi năm, đẩy nước mặn càng lấn sâu. Dự báo xâm nhập mặn sẽ kéo dài đến đầu tháng 5, đặc biệt sông Vàm Cỏ từ nay đến cuối tháng 4 mới là cao điểm xâm nhập mặn của mùa khô năm nay. Về thời tiết tuần tới, ở Nam Bộ dự báo vẫn chưa có mưa trái mùa, trời tiếp tục nắng nóng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao 35 tới 36 độ C, thậm chí thứ 3 và thứ 4 nắng nóng gay gắt, mức nhiệt lên là 37 độ C. Ở Bắc Bộ từ thứ 3 đến thứ 6 có mưa, lưu ý vùng núi có điểm mưa to, dễ xảy ra dông sét, gió giật, thậm chí mưa đá. Còn thứ 2 và 2 ngày cuối tuần ít mưa hơn, trời nắng, khu vực Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng, mức nhiệt lên 35 độ C. Đến đây, bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Ngay sau đây sẽ là dự báo cho một số thành phố trên cả nước trong 7 ngày tới.